500. Máy được thiết kế bằng sắt 2 ly, rất là cứng cáp và chịu được va đập mạnh. Motor 100% dây đồng, 1.5 kW, được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Có hệ thống CV chống giật, an toàn cho người sử dụng. Và bây giờ tôi sẽ test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem thành phẩm nó ra như thế nào. Đầu tiên thì ta sẽ bật CV cho máy chạy ổn định, sau đó cho cái túi vào. Bấm của chiếc máy này băng ra như thế nào nhé. Và đây là thành phẩm của chiếc máy Takeo TK1500. Máy băng rất là đều và nhỏ, có thể cho gia súc gia cầm ăn được, đặc biệt là gà con hoặc là vịt con đều có thể ăn được. Vâng, nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm Takeo 1500 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 34 Quỳnh Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã coi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.